Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại Thánh Sủi LTL. Thì mình sẽ chơi tiếp Pokemon Crimson and Cobalt nha các bạn. Để tập trước các bạn đã thấy mình đã gì các bạn, cứu được team ở gì Consist của con bé này rồi đúng không các bạn. Bây giờ mình sẽ vào chỗ nhà hàng ăn tiệc với lại con nhỏ Vanga và Ren nha các bạn. Đó, đây là nhiệm vụ Back and Fast Back 2 các bạn. Vô đây tâm sự. Đẹp nhờ. Đồ ăn này khá mắc đấy. Tiramisu cà phê à. Đó, đồ ăn gà ở đây. Mình ăn xong, mình kể chuyện xong là người cái quán đóng, muốn đóng cửa luôn rồi. Người ta về hết trơn, mình còn ở đây. Nói 5 năm trước là thằng xe này đó gặp tai nạn ở Snowball City ở vùng Xenon các bạn. Đó, đây là lúc mà cái team mà Crimson tới tấn công nhà dân nữa bạn. Đó. Nó thiêu rụi tất cả ngôi nhà luôn. Mà nó được đem đi cấp cứu bạn. Bị thương tật nên phải ngồi xe lăn một thời gian. À, và leader của chúng là thằng tên là Red Phantom mày. Đấy, thằng Red Phantom chịu hồi event third đây. Đó, cùng với những con legendary khác nè, Ho-Oh nè, Lugia nè, Latios, Latias với lại Moltres và Articuno. Những con Pokemon huyền thoại thể bay. Bạn thì thấy gớm quá vậy. Oh. Vì một lý do nào đó mà cái cơ thể của con Red Phantom bị tan biến rồi. Thank you.
Rồi, sau khi ăn tối xong bây giờ mình có thể vào đánh gym được các bạn. Bốn citrus berry, ba super poison. Em gái cho mình nhiều đồ đấy. Quest complete. Đây. Điều tiếp theo là mình cũng phải đồng nhạy. Rộng đấy. Bây giờ mình vào đánh gym các bạn. Để coi gym này là cái gì đây, cái puzzle gì đây. Vào gym đi. Cái gì đây? What panel là cái cổng dịch chuyển để tới phòng leader. Ok. Nhưng mà để nên hiện giờ nó không được hoạt động. Để hoạt động nó thì chúng ta cần phải tìm ba cái máy và hoàn thành ba tấm hình ghép trong đó. Rồi vậy. Ơi thì cái máy này á. Không phải biết bơi 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 bơi. Không có hình gợi ý, bắt buộc đánh mấy thằng này nè để lấy hình gợi ý các bạn. Lên gợi ý mới ghép được chứ sao mà thánh thần sao ghép được. Hình có màu, có đồ kiểu nữa. What the hell, ngon. Rồi đây nè, đó. Đây mới là cái hình gợi ý của nó thôi à. Đó, nó chơi gợi ý xong rồi chúng ta tắt đi. Mà phải chụp hình lại đi, chụp hình lại thì chúng ta mới ghép được nha bạn. Chứ còn nếu mà ai mà ghép dở là không chụp hình lại là thua đó. Đây. Chúng ta sẽ ghép mấy cái chữ trước các bạn. Khi các bạn ghép chữ xong các bạn sẽ cảm thấy là nó khá là dễ đó. Thì ra mình thì cũng không cần nhìn nhiều đâu bạn, mình cũng biết cách ghép rồi. Đây là cái nghề của mình. Đấy, xong. Chứ mình hướng dẫn cho bạn nào mà
thường xuyên khó ghép, gặp khó khăn trong việc ghép hình thôi bạn, chứ còn mình ghép quen rồi, còn không có gì khó đối với mình đâu bạn. Cái này nghe nó hơi quằn so với ghép cái con bức tượng Kabuto hay là gì gì thôi, thì mấy cái đó là không có màu, chơi kiểu chuyện phiến đá thôi bạn. Con này nó có ghép hình, có màu, có kiểu chữ đà điểu lum la. Đây, đây là Michiko các bạn. Nên dựa vào đó chúng ta ghép cái khuôn mặt nó trước, cái nào dễ chúng ta ghép khuôn mặt trước là tốt nhất. Hai ngôi sao này chắc nó nằm ở góc này nè, không biết sai sót được. Đấy. Đó. Rồi xong. Được. Rồi rồi. Có gì nó sẽ sai nhỉ. Hình như mình xếp sai cái gì đó. À đây 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 đây. Ơi bên này nền đen. Đó, vậy mới đúng nè. Ui giời, nít leo. Thế thế. Mít nữa đi. Thank you.
Đó, con này, con Voltron Z này thì hơi quặn xíu nha các bạn. Giờ không quặn lắm đâu, hơi quặn một tí thôi. Nó sẽ ghép cái con Voltron trước, những con mắt đó trước các bạn. Chúng ta sẽ tìm được cái điểm mấu chốt thôi. Không khó đó bạn. Không phải nè, không phải. Cái này có một chút đỏ nè, này là của này nè, đó. Rồi, ok. Đó. Bây giờ thì ra heal các bạn, ra heal một phát đã rồi vô đánh gym. Xếp ba tấm hình này ai xếp không biết là cũng sẽ ra lú luôn á. Con này đi tới đâu cũng có giải đố tới đó mà. Ô, oh. hai người đó vợ đang đứng cổ vũ cho mình luôn này. Ở lấy con Cephali ra nó chơi bóng cổ vũ luôn chứ. Càng đấy. Ơ, sao tự gây đốt cho nó ta? Ồ, thì ra nó tự gây đốt để tăng đam. Ồ, một cái tán đào lắm. Nó ơi, hàng gì? Cái tán của nó đau cực. Nhiều khi đám mình không bằng nó luôn đó. Con to lắm. Khôn mà là. Đây rồi, đây con gấu.
Đó, con này thôi lại không có bị dính. Con này là không bị dính đốt này. Trời. Tò phép. Nói chung là game này dễ bạn, nó không khó ngoài ra, ngoài nó đam to ra nên nó mới khó nha. Nó chỉ có đam to thôi bạn. Yeah, mình đã có cut module. Để mình xem coi chiếc huy hiệu mình coi. Đó, ô oh, nó lấy huy hiệu là những Pokemon cuối cùng của thằng Spider chủ lực nó làm cái huy hiệu luôn các bạn. Đây là gì? À đây là Gator đổi tên. Ô oh, casino đây. Thường casino vô đây chơi được tặng coi khay để đựng thẻ đó bạn. Nhưng mình là không hứng thú với đỏ đen, mình đang hứng thú với thằng áo đen này cơ. Đây là VIP Room, VIP Room, no shit. Không chạy vào. Cho vào thôi, đi chỗ khác. Đây là gì đây? À, Well of Fortune. Ồ, oh, ở đâu ra hai người bơi lội này không cho mình lên đây. Thì nó không cho mình lên à. Ok, lên dòng đu quay các bạn. Còn ít tiền để mà giờ mua ít banh nữa bạn. Bán respawn nè. Stress spell.
Rồi round 5. Gì vậy? Một con Roselia. Một trò game đuổi bắt. Úi dồi ôi. Aftermath. Oh, đây nè, nó đây rồi. Monkey. Ồ, cái chạm mất tiêu nữa các bạn. Kakuna. Đây rồi. Phải trâu thế. Chết. Vãi. Trâu gì vừa hết phay. Đây rồi. Lại chạy. Chạy đâu rồi?
Yakumo. Bóng bàn hệ rồng. Hệ rồng giác đấu đây bạn. Cái con quế chạy hoài luôn á. Oh, Rush. Ở đây có Rush. Ai da da. Tiến qua Imperial rồi đây. Thật ra mình bắt con Imperial này chẳng lẽ quay về thành phố kia để đổi con rốc rút thôi bạn. Nhưng mà con giờ thì con không biết có cần thiết đổi không. Rồi, để khi nào mình có thể chiêu bay thì mình quay về mình đổi rốc rút cũng được bạn. Mua nó qua cho cát đi. Giờ thì team mình cũng hoàn thiện nhiều bạn, cũng chưa cần thiết đâu bạn. Bộ ai oh thân đập thân ngon anh chết cha. Smackdown. Bỏ vô snack đi. Đây rồi mày, đây rồi. Nó ở đây rồi. Úi dồi ôi, nó nhảy vào rào luôn rồi. You are kidding me.
ha, nó chạy xuống đây. Vậy là chạy xuống dưới kia các bạn. Đây, con rat nữa đây, gọi là con cá cái nữa bạn. Hiếm khi mà các bạn bắt được tìm được con rat trong những cái chỗ này lắm bạn. Gặp thì bắt đi, chứ đừng có để ý gì hết á. Được cái thì tùy các bạn thôi. Thì con đực nó cũng hơi cùng có thể tiến qua rat devil nhưng các bạn. Trừ khi nào mình có đá kia cho tiến hóa thành con gì đó rat black thôi. Ra tiếng quả ở đây. Grilla. Ôi vậy. Câu này chỉ số hơi tù. Ok đi. Mà nó tới thành phố luôn các bạn. Quả hai con Corsia đưa mình tới thành phố luôn này. Nhỏ Atari là Jupiter ở thành phố này các bạn.
web update. Rồi, bây giờ mình đi kiếm Pokemon Center thôi. Đây rồi. Rồi, ok, mình xin kết thúc clip ở đây đi. Hẹn các bạn trong clip và Pokemon Crimson mình Koban tiếp theo nha. Bye bye.